Hello mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với FullStack. Cái đợt thời gian vừa qua của mình thì có khá nhiều dự án mà mình phải tập trung, cho nên là mình đã quyết định là sẽ dừng quay video trong một thời gian. Ở trong cái video này thì mình sẽ quay trở lại và giới thiệu mọi người một cái công cụ có tên là Terraform. Terraform là một công cụ bao trùm cái khái niệm gọi là Infrastructure as Code, tức là viết code để quản lý và deploy infrastructure. Infrastructure ở đây chủ yếu sẽ là các infra ở trên các cái dịch vụ public cloud cũng như là private cloud. Public cloud thì các bạn có thể lấy ví dụ như là AWS, Google Cloud Platform hay là Microsoft Azure. Ok, để tiết kiệm thời gian thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Terraform là một cái công cụ open source được maintain và ra mắt bởi HashiCorp. Thì nếu các bạn đã từng sử dụng các cái công cụ như là Vagrant hay là Consul thì các bạn chắc chắn sẽ biết về HashiCorp. Thì cái mục đích của Terraform ấy là các bạn sẽ sử dụng để provisioning hay còn gọi là deploy infrastructure lên các cloud vendor. Cloud vendor ở đây có thể là public, private hay là hybrid. Thì đối với các cái public cloud vendor thì mình sẽ lấy ví dụ như là AWS, Google Cloud Platform hay là Microsoft Azure. Thì để sử dụng Terraform thì các bạn sẽ phải cài đặt cái binary file. Thì có hai cách cài đặt. Cách thứ nhất là các bạn sẽ vào cái trang chủ của Terraform nằm ở www.terraform.io. Tiếp theo là các bạn sẽ click vào cái nốt ở trên góc bên phải ấy, là download CLI. Thì sau khi click vào thì các bạn sẽ thấy một cái list các cái OS. Thì ở trong trường hợp của mình thì mình sẽ sử dụng binary file của Terraform cho OS là Linux với là phiên bản là 64 bit. Thì sau khi click vào thì mình sẽ tải một cái file zip về máy của mình. Còn cách thứ hai ấy, là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ hay là package có tên là TFNV. Chúng ta sẽ sử dụng TFNV để quản lý nhiều version của Terraform một lúc, bởi vì Terraform có một cái đặc điểm là cái version update tần suất khá là cao. Trong video này thì mình sẽ cài đặt Terraform theo cách hai nhé. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái màn hình command line của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng git clone để tải cái repository của TFNV về máy tính của mình. Ok, sau khi tải xong thì mình sẽ sử dụng lệnh ln để tạo một cái symbolic link từ các cái binary của thằng tfnv vào bên trong cái thư mục có tên là user local bin. Thì sau khi đã chạy tạo xong cái symbolic link ấy thì mình sẽ thử gõ tfnv. Thì nếu kết quả ra như thế này, tức là mình đã có thể sử dụng cái command tfnv. Tiếp theo thì mình sẽ cài đặt cái phiên bản mới nhất của Terraform bằng command tfnv install latest. Sau khi chạy command line, các bạn có thể thấy là ở trong cái output của command line các bạn có sẽ thấy một cái lỗi có nội dung là cái command unzip chưa được cài đặt. Thì để sửa cái lỗi này thì mình sẽ chạy cái command có nội dung là apt-get install-e unzip. Thì để cài đặt cái command unzip vào cái môi trường của mình. Sau khi đã cài đặt xong cái command unzip thì mình sẽ chạy lại cái command là tfnv install-latest. Và chắc chắn là trong lần này thì sẽ chạy thành công. Thì sau khi đã cài đặt được cái phiên bản mới nhất của Terraform, là hiện tại thì phiên bản mới nhất là 1.0.1, thì các bạn sẽ sử dụng tiếp command tfnv use latest để sử dụng cái Terraform phiên bản 1.0.1 nhé. Thì về cách sử dụng chi tiết hơn của tfnv ấy, thì các bạn có thể lên cái repository của tfnv và đọc cái phần readme của cái repository này nhé. Sau khi đã chạy command tfnv use thì mình sẽ kiểm tra lại bằng cách gõ Terraform version. Kết quả in ra như thế này, tức là mình đã cài đặt thành công Terraform. Sau khi đã cài đặt xong Terraform thì bước tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập cái workspace để có thể sử dụng Terraform và liên kết với GCP nhé. Thì đầu tiên ấy, thì mình sẽ mở cái giao diện trang chủ GCP. Các bạn có thể thấy là hiện tại thì mình đang sử dụng một cái GCP project có cái ID là multi-cloud to architect. Cái phần sau là một cái random ID. Thì để kết nối với GCP ấy, thì mình sẽ tạo một cái service account. Thì mình sẽ mở cái menu IAM and admin của GCP và sau đó chọn service account. Thì sau khi cái màn hình đã di chuyển xong thì mình sẽ ấn vào create service account. Thì ở đây thì mình sẽ điền tên và description. Sau đó thì mình sẽ chọn IAM role để gắn vào cái service account này. Thì mình sẽ chọn role là owner. Thì owner có nghĩa ấy, là cái service account của mình có thể access tới tất cả các resource hay là services ở trong cái GCP project này. Thì tuy nhiên ấy, cái quyền này nó khá là rộng và nó hơi nguy hiểm, cho nên là trong thực tế các bạn nên hạn chế cái IAM role hẹp nhất có thể nhé.
Thì đây là một cái best practice mà GCP hay là Google đề xuất. Sau khi đã chọn xong role thì tiếp theo thì mình sẽ ấn continue và done để quay trở lại màn hình các cái service account. Sau khi đã quay trở lại cái màn hình các cái service account thì mình sẽ kéo xuống một chút và các bạn sẽ nhìn thấy cái service account mà mình đã tạo. Ở đây thì mình sẽ ấn vào cái menu bên phải ấy, mình sẽ chọn là manage key. Và sau khi màn hình di chuyển xong thì mình sẽ ấn tiếp là add key và sau đó là create new key. Thì ở đây thì mình sẽ tải một cái credential file hay là key file ấy, có định dạng là JSON và lưu về máy tính của mình. Sau khi đã có được cái credential file cho cái service account của mình thì mình sẽ quay trở lại cái command line của mình nhé. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ copy cái credential file vào cái workspace của mình bằng lệnh cp. Và sau đó thì mình sẽ đổi tên cái credential file này một chút để dễ quản lý hơn. Tiếp theo thì mình sẽ tạo hai cái file có tên là main.tf và provider.tf. Thì cái setting để Terraform có thể kết nối được với GCP thì mình sẽ thêm vào bên trong cái file provider.tf. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Google Provider. Thì ở trong Google Provider ấy thì mình sẽ cần phải định nghĩa một số cái giá trị như là project. Thì cái project thì mình sẽ điền vào đấy là project ID mà mình có thể lấy được ở trên cái trang chủ của GCP. Tiếp theo là region, ở đây thì mình sẽ sử dụng là Asia North East 1 tức là Tokyo. Thì cái region thì bạn có thể thay đổi tùy theo bạn muốn sử dụng ở đâu nhé. Và cuối cùng là credential, là cái đường dẫn tới cái credential file JSON mà mình đã tải về cái máy tính của mình. Thì mình ở đây thì mình chỉ cần copy paste cái đường dẫn vào thôi nhé. Thì cái setting khá là đơn giản, như vậy là hoàn tất rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chạy cái command là Terraform init và các bạn có thể thấy là command này chạy khá là nhanh. Thì sau khi chạy xong, nếu mà thành công thì sẽ in ra là Terraform has been successfully initialized, tức là mình đã khởi tạo thành công cái workspace của mình. Còn nếu mà giả sử mà có lỗi thì cụ thể nó sẽ ra lỗi ở đây và các bạn sẽ cần phải sửa nhé. Thì mình sẽ kéo lên một chút và các bạn có thể thấy ở đấy là đầu tiên thì Terraform sẽ tìm cái phiên bản mới nhất của cái Google Provider, ở đây là 3.74.0. Thì sau đó là Terraform sẽ tải về cái một workspace của mình. Tiếp theo ấy, thì Terraform sẽ tạo một cái log file có tên là .terraform.log.scl. Thì cái file log này có mục đích gì ấy, thì các bạn có thể lên trang chủ của Terraform để tìm kiểu kỹ hơn nhé. Ok, vậy là mình đã thiết lập xong cái workspace để Terraform có thể kết nối được với GCP nhé. Bước tiếp theo cũng như là cái bước cuối cùng của cái demo này. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái giao diện trang chủ của GCP. Ở đây ấy, thì mình sẽ mở cái menu là API and Service, tức là cái giao diện quản lý API và Service. Thì sau khi màn hình di chuyển xong thì mình sẽ nhấp vào Enable API and Service. Ở trong phần Search thì mình sẽ điền là Compute Engine và các bạn nhìn vào cái phần kết quả thì các bạn sẽ thấy là có Compute Engine API. Thì mình sẽ click vào đây. Thì đối với những cái project mới tạo ấy, thường Compute Engine API chưa được cấp phép, cho nên sẽ nó sẽ hiện cái nút là Enable. Thì các bạn sẽ cần phải cấp phép cái API nhé. Còn trong trường hợp của mình thì mình đã cấp phép cái Compute Engine API rồi, cho nên cái nút đấy nó hiện thành là Manage. Thì sau khi đã cấp phép xong cái Compute Engine API thì tiếp theo thì mình sẽ mở cái document của Terraform về Compute GCP Compute Engine nhé. Thì các bạn có thể Google và mở cái trang đấy ra. Thì ở trong cái document này các bạn có thể thấy là có sẵn một cái sample code. Thì để cho nhanh ấy, thì mình sẽ copy cái sample code này vào bên trong cái file main.tf mà mình đã tạo ở bước trước. Tiếp theo thì mình sẽ sửa một số cái thuộc tính ở trong cái main.tf để theo cái ý của mình. Đầu tiên là tên của instance thì mình sẽ đổi thành là demo Terraform instance. Tiếp theo ở cái phần machine type thì mình sẽ để nguyên là E2 medium. Đây là một cái machine type khá là rẻ ở trên GCP. Tiếp theo là cái phần zone thì mình sẽ chuyển thành là Asia North East 1-B. Thì đấy là một cái data center thuộc cái region Tokyo của GCP. Tiếp theo ở cái phần image, tức là cái OS của cái instance, thì mình sẽ đổi từ Debian 9 sang Debian 10. Tiếp theo là cái phần scratch disk thì mình sẽ không cần, cho nên mình xóa đi. Tiếp theo ở cái phần network ấy, thì giá trị mặc định là default thì mình sẽ để nguyên. Cái giá trị này có nghĩa là cái instance của mình sẽ sử dụng cái default VPC ở trên cái GCP project mà mình đang sử dụng nhé. Tiếp theo là cái phần access gạch dưới config ấy, thì cái giá trị này mình đang để trống. Thì cái mục đích của cái giá trị này ấy, là mình sẽ gắn một cái ephemeral public IPv4 vào cái instance của mình. Thì cái đặc điểm của cái ephemeral IPv4 này ấy, là nó sẽ tự động thay đổi sau một khoảng thời gian nhé. Tiếp theo ở phần metadata thì mình sẽ tạm thời để nguyên.
ở phần metadata startup script ấy, thì mình sẽ sửa lại một chút và đổi thành là cài đặt key Nginx package. Tiếp theo ở phần service account ấy, thì mình sẽ để nguyên nhé. Tạm thời thì có vẻ là hoàn tất rồi, cho nên là mình sẽ chuyển sang command line và gõ cái command là Terraform plan để kiểm tra cái execution plan của thằng Terraform. Thì các bạn có thể nhìn thấy output là báo ra lỗi, thì hiện tại là đang có lỗi về cái format của cái thằng account ID của cái resource service account. Thì mình sẽ phải sửa lại một chút. Sau khi sửa xong ấy thì mình sẽ chạy lại Terraform plan. Thì ở đây các bạn có thể thấy là Terraform sẽ in ra cái execution plan của cái file main.ts. Execution plan này là tập hợp các cái action mà Terraform sẽ thực hiện để tạo ra cái infrastructure mà bạn định nghĩa. Thì ở đây các bạn có thể thấy là đầu tiên là sẽ có một cái action là create Google Compute Instance. Thì các bạn có thể nhìn kỹ một chút đấy, là ở trong cái output này nó sẽ có khá là nhiều cái thuộc tính mà sẽ nhiều hơn hẳn ấy, so với là mình đã định nghĩa trong main.ts. Thì ở trong cái output này ấy, ngoài những cái thuộc tính mà bạn định nghĩa thì sẽ có những cái thuộc tính là optional. Những cái thuộc tính này sẽ sử dụng các cái giá trị mặc định là default ấy. Ngoài ra thì có những cái thuộc tính là GCP sẽ tự động thiết lập cho bạn. Thì kéo xuống một chút thì các bạn có thể thấy là sẽ có thêm cái Google Service Account được tạo ra nhá. Ở cái dòng cuối cùng thì Terraform sẽ tổng quát lại là ở đây sẽ có hai action là add không action trên và không destroy. Nói chung là cái output khá là dễ hiểu. Thì sau khi đã kiểm tra xong cái execution plan và cảm thấy không có vấn đề gì thì tiếp theo các bạn sẽ chạy command là Terraform apply. Thì sau khi chạy Terraform apply thì cái output in ra ngoài đi kèm với là execution plan thì sẽ đi kèm thêm một câu hỏi là yes hay no. Thì nếu các bạn cảm thấy cái execution plan này không có vấn đề gì thì các bạn sẽ trả lời yes. Ok, thì mình sẽ điền yes nhé. Thì sau khi điền yes xong thì Terraform sẽ tạo các cái resource mà đã định nghĩa ở trong main.ts. Thì sau khi đã tạo xong thì mình sẽ mở lại cái giao diện GCP và kiểm tra nhé. Thì mình sẽ mở cái menu Compute Engine. Thì các bạn có thể thấy là cái instant demo Terraform đã được tạo ra trùng với tên mà mình đã định nghĩa ở trong file main.ts. Ngoài ra thì zone sẽ là AsiaNotX1-B khớp với main.ts nhé. Và cái instance này sẽ được gắn với một cái public IPv4. Có một điểm lưu ý là cái IPv4 này ấy, nó chỉ là tạm thời, tức là nó sẽ thay đổi trong một khoảng thời gian nhé. Thì để xem thêm nhiều thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ click vào tên của instance này và mở ra cái trang thông tin chi tiết. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là machine time thì mình sẽ là E2 medium, là có 2V CPU và 4GB memory. Tiếp theo là phần OS version hay là phần image thì mình sẽ là Debian Buster, tức là Debian 10 đấy. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống một chút và nhìn cái phần custom metadata. Ở trong này sẽ có một cái giá trị là startup script. Ở trong này thì mình đã định nghĩa cái đoạn script ngắn để cài đặt cái engineering package. Về cơ bản ấy, là cái demo của mình đã kết thúc ở đây và mình đã thiết lập xong cái instance. Tuy nhiên là do mình không sử dụng cái instance này để tránh phát sinh phí thì mình sẽ xóa luôn cái infra nhé. Thì mình sẽ chạy command ấy, là Terraform destroy. Thì Terraform destroy thì cũng in ra cái execution plan với các cái action là để destroy nhé. Thì mình sẽ ấn yes để hoàn tất quá trình destroy này. Vậy là mình sẽ kết thúc cái demo ngắn về Terraform và Google Cloud Platform ở đây. Thì ở trong video này ấy, thì mình đã giới thiệu với các bạn một về cách cài đặt Terraform này, cách thiết lập Terraform Workspace với GCP. Sau đó ấy, thì mình đã tạo một cái Compute Engine Instance khá là đơn giản ở trên GCP. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái lý thuyết liên quan tới Terraform. Thì trong thời gian tới ấy, thì mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian tốt hơn và ra video đều đặn hơn. Thì nếu anh em cảm thấy video của mình có ích thì có thể ủng hộ mình bằng cách ấn nút subscribe hoặc là chia sẻ video của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video tuần tiếp theo.